Dạ, hello các bạn, mấy kênh Biếm Chẳng Channel của mình tiếp tục làm video mới nha. Phần game là Robbery Bob chưa kết hợp với lại game Money Run Butter nha. Phần này mình sẽ chơi kết hợp là hai game nha các bạn. Rồi, ok, giờ mình sẽ đi phần dòng level đầu tiên. Đó, phần player. Mình sẽ chạy nhanh lên đây, thật nhanh mình lấy vàng nha. Rồi, ok. Đó, giờ mình sẽ xuống đây luôn. Rồi, cái cửa này mình sẽ đi nhẹ nhàng vô thôi các bạn. Đó, nhẹ nhàng thôi, cái chỗ đây có camera, mình sẽ lên đây né camera này một cái. Rồi, sau đó mình sẽ đi xuống đây và đi qua dòng đó các bạn. Đó, thế là mình đã hoàn thành xong dòng level đầu tiên nha, no tune nha các bạn. Rồi, rất là nhanh gọn lẹ. Perfect luôn nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp tục dòng level 2 nha. Đó, đây là dòng thứ 2. Ok, đây là nhân vật giá bệnh nha các bạn. Một nhân vật là nguyên thủy trong Robbery Bob 2 này nha. Rồi. Bây giờ là mình sẽ lên trên này. Bên này có một cụ già nghe, mình sẽ đi từ từ lên mình lấy vàng nha. Đó, coi đứng ở hướng nào đây, rất là nguy hiểm nha, mình sẽ đi bộ từ từ lên. Đây là mình không sử dụng một cái công cụ gì mình kêu thiệt nha, mình chỉ đi bình thường luôn các bạn. Đó, đi nhẹ nhàng vô. Rồi, lấy vàng này luôn nha. Ok, sau đó mình sẽ chạy vào đây thật nhanh để mở cửa đi qua vòng luôn các bạn. Chúng ta sẽ canh lấy đủ 5 món vàng là ok. Rồi, thế là chúng ta đã hoàn thành xong vòng level thứ 2 nha. Chắc chắn chúng ta sẽ đạt được perfect nha các bạn. Đó, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được perfect. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ qua một